Hello, xin chào tất cả các anh em Nam Media. Rồi, hôm nay Pizza Timin xin phép giới thiệu cho tất cả anh em ha, một siêu phẩm vừa mới ra mắt tại Pizza Timin luôn. Của một người anh em đặt một cái cơ ba băng. Sẵn tiện bên mình đưa ra một dòng cơ mới vừa ra mắt ha anh em ha. Đây, mình cho anh em coi về cái cán nè. Đây là cái cán cơ ba băng nha anh em ha. Đây là dòng cơ ba băng. Cán cẩn nha anh em ha. Đây, anh em thấy không? Tất cả những chi tiết cẩn cực kỳ tinh xảo và cực kỳ đẹp luôn. Vừa có cẩn epoxy nè, vừa có ghép nè, vừa có cẩn bỏ tiết nữa anh em thấy không? Ok ha. Đây mình lên tên luôn cho anh em ha, Văn Sầu. Rồi anh em tên rất là độc lạ nha, Văn Sầu nha anh trai. Ok, cảm ơn anh trai. Đây lên sẵn cho anh em mà. Đây gen VB2 nha anh em ha. Để về cho anh em mình vô một cái ngọn Long Pony S20 nha. Đây gen VB2 cực đẹp nha, cực chuẩn nha. Ok, đó anh em thấy không, cực kỳ nét ha. Đây sẵn đây là một cái cơ, một cái ngọn ba băng nổi carbon xuyên tâm nha anh em ha. Và mình vừa mới làm thử ra mắt cho người anh em luôn. Cơ ba băng ngọn mọc lõi carbon, vô cho anh em một cái phíp Musashi, một cái trợ lực đỏ và một cái đầu Milan. Ok, wheel bộ combo cực kỳ đỉnh nha. Rồi đây là quá trình đưa vô máy để chuẩn bị làm phẫu thuật thẩm mỹ cho em đó. Rồi xin cảm ơn người anh trai nha, xin cảm ơn người anh trai đã tin tưởng và đã ủng hộ cho bên em. Rồi xin cảm ơn người anh trai. Rồi đây là quá trình bên mình vô phíp nè anh em ha, vô phíp Musashi. Rồi sau khi cắt bỏ cái phần đầu xong là đây là quá trình vô đầu nha anh em, vô phíp nha. Ok, đây là quá trình vô phíp. Ok, sau khi vô phíp xong là sẽ tiện nha anh em ha, tiện bỏ cái phần dư. Rồi sau khi tiện bỏ xong phần dư là đây là quá trình bên mình vô kiến đỏ nha anh em ha. Đây vô kiến đỏ hợp phong thủy cho người anh em luôn. Rồi đây là quá trình sẽ tiện lại cái kiến nha anh em, tiện lại cái kiến cho nó vừa cái đầu và chuẩn bị lên đầu cơ luôn. Rồi đây là quá trình bên mình vừa mới cắt xong cái kiến nha, cắt xong cái kiến chuẩn bị lên đầu Milan, đầu của USA nha anh em ha, USA. Rồi đây là quá trình dán đầu xong rồi nè anh em, và bây giờ là quá trình cắt bỏ phần đầu dư nha, phần mép dư nè, để cho cái đầu cơ anh em nó gọn gàng và nó đẹp nhất có thể. Đây là một bộ combo bên mình thuộc dạng là hàng đỉnh nhất nha anh em ha. Rồi đây là quá trình anh em thích nhất nè, đây là quá trình đánh bóng. Ok, tất cả các cơ bên mình đều đánh tay anh em là đều đánh bóng hết nha. Đánh bóng giúp cho cơ anh em luôn sạch sẽ và luôn trong tình trạng tốt nhất nha. Đây là quá trình bên mình đánh bóng nè anh em ha. Rồi đây là quá trình hoàn thiện anh em. Đây cực kỳ đẹp nha, phíp Musashi, kiến đỏ và đầu Million. Đây là một bộ combo cực kỳ xịn nha anh em, cực kỳ đẹp ha. Rồi đây nè, vừa mới lấy cái cơ ra cho anh em coi nha. Đây cơ cực kỳ đẹp nha, ngọn cực kỳ đẹp luôn. Bên mình đều đánh bóng và đều làm cho sạch sẽ hết cho anh em ha, cực kỳ đẹp ha. Răng VB2 cực chuẩn. Rồi đây là quá trình cuối cùng ha, bên mình sẽ kiểm tra lại tất cả mọi thứ, tặng kèm cho anh em bao cơ, bao tay, lơ và chụp đầu cơ đầy đủ hết nha. Đây ha. Rồi cảm ơn người anh em đã tin tưởng và ủng hộ cho Pizza Timin nha. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video. Anh em nào có nhu cầu cần cơ pizza, phụ kiện pizza, anh em vui lòng liên hệ với mình nha Pizza Timin ha. Còn anh em nào muốn đặt cơ riêng hay là đặt độ đầu, anh em vui lòng liên hệ với Pizza Timin để được hỗ trợ tốt nhất nha anh em ha. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh em theo dõi video nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người và xin chào tất cả các anh em.